Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trư. Từng làm việc với nhau ở vài chương trình trước đó, Trường Giang, Lan Ngọc được cho sẽ là cặp bài trùng ở Running Man Việt Nam, chơi là chạy. Và dự đoán nếu hai anh em ghép cặp với nhau chắc chắn sẽ mang đến một bộ đôi vừa may mắn, vừa mưu mẹo. Thế nhưng, có vẻ đây lại là cặp anh em xui xẻo của Running Man Việt Nam mùa 2. Sau 2 tập đi cùng nhau, Trường Giang, Lan Ngọc không chơi game thua thì cũng tơi tả vì bị xé bảng tên. Cũng vì quá xui, Trường Giang hối lộ một cách công khai để bé Nớt đừng tìm đến anh nữa. Bản thân bé Nớt cũng lo lắng vì hai anh em nhỏ con lại phải đối đầu với một đội toàn khủng long. Những tưởng đi vào tầm vắng vẻ không có người nhưng hai anh em xui đến mức đụng ngay Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy. Lan Ngọc và Trường Giang nhảy số, cố sử dụng chiến thuật dương đông kích tây, nhưng cuối cùng, vòi biển vẫn lật tẩy được và Ngô Kiến Huy nhanh chóng xử Lan Ngọc. Vài phút sau đó, Giang Ca cũng bị tiêu diệt nốt khi đang trên đường trốn chạy. Đây cũng là lần thứ hai anh em Lan Ngọc, Trường Giang vào phòng giam gần như cùng lúc với nhau. Sang đến trận chiến bãi buồn, bé Nớt đã chọn Trường Giang về đội của mình một lần nữa và hai anh em được chú thích là cặp đôi thất bại của Running Man Việt Nam. Không rõ ở tập sau, Giang Ca bé Nớt có may mắn hơn không, chứ mở màn của trận chiến bùng lầy đã thấy Trường Giang xua cà na vì phải đối đầu với Trương Thế Vinh. Ở tập 5 trước đó, Giang Ca và bé Nớt chung đội nên cùng thực hiện thử thách kỵ sĩ bất diệt. Vừa khởi động, Trường Giang quang kiếm cho Lan Ngọc nhưng kết quả tự hủy, làm bể một cái bong bóng dù đối thủ chưa làm gì hai anh em. Bên cạnh đó, giữ vững phong độ, Ngô Kiến Huy trong Running Man Việt Nam mùa 2 vẫn tiếp tục là nhân vật có vận đen đeo bám. Xui bằng thực lực một mình không đủ, Thỏ Đen đã đi gieo rắc vận may khắp nơi và nhiều thành viên trong dàn cast đã nhận lấy kết quả ngay trước mắt. Gần đây nhất phải kể đến Thúy Ngân, từng là một bóng hồng khá may mắn trong Running Man Việt Nam, chơi là chạy. Nhưng đến khi chung đội cùng Ngô Kiến Huy, cô bỗng dưng xui hơn hẳn. Không chỉ chật vật đối đầu với hai thành viên nam đến trời da súc vẫy, hoa sằng môi còn liên tục đâm kiếm khiến yêu tinh xuất hiện trong game. Đáng nói là trước đây, Ngô Kiến Huy với bàn tay thối là vô địch ở trò chơi này. Trước Thúy Ngân, Trương Phạm hay Caric cũng là hai trong số những nhân vật vận đen của Ngô Kiến Huy. Ở mùa trước, Thỏ Đen Thỏ Trắng là cặp bài trùng vì cứ ghép lại, kiểu gì cũng xui hoặc thua trắng. Sang mùa 2, Trương Phạm ít chung đội với Ngô Kiến Huy và anh đã may mắn hơn cho đến khi sang Hàn Quốc. Ngay từ game đầu tiên với Thảm Massage, đôi thỏ rừng đã khóc ròng vì nỗi đau cuộc sống. Nỗ lực chơi nhưng cuối cùng, cả hai vẫn thua tức tử dưới tay Caric Lan Ngọc. Ở mùa 1, biệt danh bàn tay thối đã dính chặt vào người Ngô Kiến Huy khi anh liên tục có những màn rút thẻ, mở quà đi vào lòng đất. Người bình thường chỉ xui một lần thôi, còn Thỏ Đen xui từ tập này qua tập khác. Trong một tập, hai đội phải đi tìm các con dấu môn học để đóng vào phiếu điểm. Thỏ Đen cực kỳ xông xáo, lăn lộn lục lọi khắp nơi để tìm những dấu mộc còn thiếu. Và một trong những lần chứng minh đỉnh cao tay thối chính là lúc đi tìm thẻ hỗ trợ. Như những lần trước, Thỏ Đen vẫn rất nhanh nhẹn tìm ra cái thẻ hỗ trợ. Dù vậy, cái xui nó đi trước cái may, 4 tấm thẻ đều bị giảm tiền một cách đau thương. Qua đến mùa 2, chơi là chạy. Trước khi ghi hình, Thỏ ta luôn mạnh miệng nói rằng mình đã tắm lá bưởi giải xui. Hơn nữa còn độ body lên 6, 7, 8, 9 múi. Thế nhưng, sau 2 tập phát sóng, thằng xui sẽ vẫn một mực bám lấy Thỏ Đen không buông xui. Tập đầu tiên, ở cả hai thử thách cứu Trường Giang và Jack, Thỏ Đen chỉ có thể ở một bên ăn hại, không cuộc cánh vác tim nhường lại cho các thành viên khác. Vừa mở đầu tập 2 đã thấy cái xui ngập tràn, tự tin xung phong rút thăm với câu nói "Tôi đại diện may mắn", thế nhưng lại rinh về cho đội hẳn hạng thấp, hạng đông. Tuy nhiên, độ xui của anh chàng cũng có lúc phát huy tác dụng trong game bóng đá. Chính nhờ sự đen đuổi có 1-0-2 của mình mà Ngô Kiến Huy đã giúp đội trắng giành quyền tiến thẳng vào chung kết. Màn tay thối gây sang chấn tâm lý cho dàn cast lẫn khán giả này chính là thử thách đâm hải tặc. Các đội sẽ lần lượt dùng thanh kiếm đâm vào thùng gỗ. Đội nào khiến hải tặc nhảy lên thì sẽ được tiến thẳng vào chung kết. Về cơ bản, đây là trò chơi thử thách vận may cực mạnh. Chỉ có một vị trí duy nhất mới có thể làm cho hải tặc bật lên, phải xui lắm mới đâm trúng. Sau khi các đội đã chơi qua hết một lượt, nhưng hải tặc vẫn nằm im. Lúc này, ông Hoàng đang đuổi mới ra tay. Ngô Kiến Huy vừa đâm thanh kiếm vào, hải tặc liền bay lên khiến dàn cast bất ngờ đến màng hoang. Trong trận cầu căng thẳng với đội Hồng, Ngô Kiến Huy còn tung chiêu ăn vạ giữa sân bóng. Sau cú chạm nhẹ với Jack, Ngô Kiến Huy lập tức lăn lộn kêu đau, cầu mong trọng tài hãy phạt đối thủ. Cộng với sự trợ giúp diễn xuất của thủ môn Lan Ngọc, đội trắng trong lúc mãi mê đi kiện đã lơ là và để thua một bàn thắng lọt lưới dễ dàng. Mức độ xui xẻo của Thỏ Đen như tăng dần đều qua từng tập, từng mùa. Không có kịch bản, thế lực nào có thể khiến Ngô Kiến Huy xui tới vậy? Tất cả là đều do xui từ trong trứng nước. Các thành viên khác gặp xui rồi sẽ lên hương trở lại, nhưng Thỏ Đen thì xui không lối thoát. Vận đen liên tục được chứng minh như vậy, liệu có còn hy vọng nhìn thấy cú lội ngược dòng của Ngô Kiến Huy ở những tập tiếp theo hay không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn like, share, subscribe để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.